Chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về cái Dynamo để mình có thể bố trí thiết được cho một cái trụ cong. Đây, một cái trụ cong như thế này. Giờ mình muốn bố trí thiết thì mình có nhiều cách. Ở đây mình có thể là dùng cái cách là Dynamo để mình tính ra được cái cây thép chọn bề mặt. Đó, mình sẽ chọn bề mặt cong. Sau đó anh bấm run. Rồi, nó sẽ ra được cái hình dạng cây thép ở đây cho mình. Sau khi lên xong rồi mình gán cây thép này, gán cái cây này thành thép thì nó sẽ chạy ra được thép. Không.